13 năm sau khi lấy thái tử, bà Camilla chưa một lần được gọi là công nương, cũng không được thừa kế tước vị từ công nương Diana quá cố. Bà Camilla sau khi lấy thái tử Charles sẽ được thừa kế lại tước vị của công nương Diana quá cố, nhưng đến bây giờ người ta vẫn chỉ biết bà là nữ công tước xứ Côn Quát thay vì công nương xứ Wales tại sao vậy? Mấy ngày gần đây, bà Camilla nhận được rất nhiều sự chú ý khi có thông tin cho rằng bà đã bị thái tử chất đuổi ra khỏi cung điện vì đã gây thù chuốc oán với hai nàng dâu và có những hành động quá quát. Bà còn được người ta nhắc đến nhiều hơn nữa khi những bí mật của nữ công tước xứ cồn quát này liên tục được phanh phui. Trên thực tế, bà Camilla không phải là người được yêu thích bà được cho là người thứ ba xen vào giữa cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana quá cố. Chính bởi vậy nên giới truyền thông cũng như người dân không mấy mặn mà với tức hiệu của bà, thậm chí cũng không thấy gọi bà là công nương bao giờ, dù thực tế bà là vợ của thái tử Charles và là nữ công tước xứ Cornwall. Công nương Diana đã chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris khi mới 36 tuổi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô đã không còn là người của hoàng gia Anh nữa và cũng không còn tước hiệu hoàng gia nữa. Nhưng người ta hẳn vẫn rất yêu mến vị công nương xinh đẹp tài hoa này nên vẫn gọi cô với cái tên trìu mến Công nương Diana người ta thường biết đến công nương Diana có tước hiệu là công nương xứ Wales, nhưng thực tế khi kết hôn với thái tử Charles, cô đã có một tước hiệu rất dài. Tước hiệu đầy đủ của cô là vương phi xứ Wales, nữ bá tước Chester, nữ công tước xứ Cornwall, nữ công tước xứ Rothesay, nữ bá tước Carrick, nữ công tước xứ Renfrew, vương phi các hòn đảo và là công nương Scotland. Tuy nhiên, khi bà Camilla Parker Bow lấy thái tử Charles thì chỉ được biết đến là nữ công tước xứ Côn Theo truyền thống, khi một người phụ nữ kết hôn với gia đình hoàng gia Anh, cô sẽ nhận được tước hiệu theo tước hiệu của chồng mình. Ví dụ như hoàng tử Harry là công tước xứ sở sách thì Meghan Markle cũng trở thành nữ công tước xứ sở sách. Chính vì vậy, khi tái tử Charles kết hôn với bà Camilla Parker Bow, bà Camilla đáng lẽ sẽ được thừa kế tước hiệu của công nương đã quá cố. Nhưng thay vào đó, bà chỉ được gọi là nữ công tước xứ Cornwall. Quát. Theo Thauron Cantimel.com, lý do bà Camilla không được gọi là công nương xứ Well thực sự khá đơn giản. Mà dù công nương đã không phải là công nương xứ Well đầu tiên, nhưng danh hiệu đó đã trở nên gắn liền với cô. Marlene Kiner, một chuyên gia nghiên cứu hoàng gia, giải thích rằng quyết định này đúng được thực hiện để tránh khuấy động cảm xúc xấu đối với bà Camilla. Khi bà kết hôn với thái tử Charles, mặc dù nhiều người cho rằng bà đã khiến thái tử hạnh phúc hơn trước, tuy nhiên vẫn có rất nhiều căng thẳng và tức giận trong dân chúng khi người ta cho rằng bà đã phá hủy hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana. Do đó, bà được phòng thức hiệu là nữ công tước xứ Cornwall, mặc dù tất nhiên bà ấy là công nương xứ Wales. Well nhiều nguồn tin khác cho rằng bà Camilla từ chối nhận tức hiệu công nương xứ Wales well vì muốn thể hiện sự tôn trọng với công nương Diana quá cố. Gần đây lại một lần nữa người ta rồi nổi tranh cãi về tức hiệu của bà Camilla khi thái tử Charles lên làm vua. Theo đúng quy định hoàng gia, thì nếu thái tử Charles lên làm vua, thì bà Camilla chắc chắn sẽ được gọi là nữ hoàng. Trong tiếng Anh từ Queen vừa có nghĩa là nữ hoàng vừa có nghĩa là hoàng hậu và điều này đã khiến dân chúng vô cùng bức xúc. Thế nhưng với tình hình như hiện nay thì chắc người ta cũng chẳng cần phải lo lắng nhiều đến điều này nữa. Hoàng tử William và Harry từng rất thân thiết trước khi bất hòa. Trước khi xảy ra nhiều mâu thuẫn, hoàng tử William và em trai Harry từng rất gắn bó với nhau vợ chồng hoàng tử William cùng gia đình Harry xuất hiện tại cung điện Windsor để chào đón người dân đến tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Reuters chỉ ra đây cũng là lần đầu họ xuất hiện gần nhau đến vậy từ khi hoàng tử Harry và công nương Meghan chuyển đến Mỹ sinh sống. Theo Telegraph, chính thân vương xứ Wales, well, người kế vị vua Charles lợt đệ tam trong tương lai là người đã mời Harry và Meghan đến sự kiện. Còn CNN gọi đây là động thái chia cành ô liu của hoàng tử William với gia đình em trai. Có căng thẳng giữa cả hai, tôi không biết liệu điều đó có được giải quyết hết đây chưa, nhưng có vẻ đã hóa giải đủ để họ có thể xuất hiện cùng nhau trước công chúng." Potter, phóng viên hoàng gia của CNN nói. Điều này khiến người dân ở xứ sở sương mù dấy lên hy vọng các thành viên hoàng gia Anh sẽ làm hòa sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. William và Harry làm phù rể cho đám cưới của nhau. Trước khi xảy ra các mâu thuẫn, hoàng tử Anh William và em trai Harry từng rất thân thiết với nhau, đặc biệt là khi cả hai còn nhỏ thời điểm còn trai cả của phố chắc lờ địa tám kết hôn bạn gái lâu năm kết Middleton vào năm 2011 cả hai vẫn duy trì mối quan hệ khăng khít theo NDTV Harry đã làm phù rể trong đám cưới của William và thường xuyên khích lệ cổ vũ anh trai mình khi cháu nội đầu tiên của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị còn hẹn hò với công nương kết vào năm 2003, Harry và chị dâu đã trở thành bạn bè thân thiết. Thậm chí, bài phát biểu đầy tình cảm chân thành của Harry tại hồn lễ đã khiến cô bật khóc vì xúc động. Harry gọi William là người anh trai hoàn hảo và không quên trêu người kế vị ngai vàng tương lai là không có lấy một tế bào lãng mạn nào trước khi gặp kết. Tình anh em của họ rất bình dị, họ đã dự tính làm rất nhiều điều để đưa chế độ quân chủ đi đúng hướng. Ed Owen, nhà sư học và tác giả hoàng gia, nói với AFP. Năm 2018, William trở thành phù rể trong đám cưới Harry tại nhà nguyện Sít Sắc ở cung điện Windsor. Trong buổi dạ tiệc tối, William đã dành cho Meghan những lời nói tốt đẹp. Em là điều tuyệt vời nhất đến với cuộc đời của Harry. Chúng tôi rất vui mừng cho Harry và Meghan. Thật tuyệt khi được biết Meghan và thấy em ấy cùng Harry hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau. Người đứng đầu trong giải sách kế vị ngai vàng nước Anh chia sẻ. Cháu nội đầu tiên của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị là người lên kế hoạch và chuẩn bị cho bữa tiệc độc thân của em trai mình. Có thể thấy trong suốt thời gian đó, cặp anh em hoàng gia luôn gắn bó, thân thiết với nhau. Harry có vài người bạn thân, nhưng với những công việc quan trọng, anh ấy sẽ không nhờ ai khác ngoài William. Sống chung nhà khi tham gia huấn luyện trong những bức ảnh được chụp vào năm 1985, hai anh em thường xuyên chơi đùa cùng nhau bên cha mẹ. Một tấm hình khác còn cho thấy công thức sư Camaret và Cornwall giúp em trai tập đi tại cung điện Kensington. Sau khi công nương Diana Anna qua đời vì vụ tai nạn xe hơi, cả hai đã khiến cả thế giới xúc động khi đưa tiến linh cữu của bà. Khi đó, William mới chỉ 15 tuổi và Harry 12 tuổi. Cả hai đều học trường nội trú Eton. Sau đó, công tước xứ sở sách theo học khóa huấn luyện quân sự, trong khi anh trai tiếp tục học bậc đại học. Tuy theo đuổi hai con đường khác nhau, cả hai đã cùng tham gia khóa huấn luyện quân sự vào năm 2009. Harry bắt đầu khóa đạo tạo với không quân, còn William được luyện tập trong khuôn khổ không lực hoàng gia để trở thành phi công tìm kiếm và cứu nạn. Hai anh em đã ở chung một nhà trong quá trình huấn luyện, sống chung với anh trai rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi sống cùng nhau. William thường phụ trách việc nấu nướng, còn tôi thì giặt rũ quần áo. Harry chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Harry biết ơn William vì đã giúp anh tìm kiếm các tư vấn về sức khỏe tinh thần khi vật lộn với cái chết của mẹ đến lúc trưởng thành. Anh trai là một chỗ dựa rất lớn cho tôi. Việc mất mẹ ở năm 12 tuổi đã đóng mọi cảm xúc của tôi trong 20 năm. Điều đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến không chỉ cuộc sống cá nhân mà còn cả công việc của tôi. Harry nói với The Telegraph vợ chồng hoàng tử William cùng với Harry đã khởi động chiến dịch Head Together nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, tình cảm bền chặt đó đã bị rạn nứt từ khi Harry kết hôn với Meghan Markle và những cuộc xung đột sau đó. Truyền thống nước Anh cho rằng sự xuất hiện của Meghan Markle chính là khởi nguồn trong mối bất hòa này. Trong vài năm qua, công nương kết nhiều lần đứng ra làm cầu nối hòa giải giữa hai anh em, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng trống lớn khó có thể lấp đầy cho đến khi sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Hoàng tử Harry cũng vài lần nhắc đến anh trai với một thái độ tích cực nhưng không nhận được tín hiệu từ William, thậm chí có nguồn tin tiết lộ cả hai thậm chí không gặp nhau. Vào tháng 4 năm ngoái, tại lễ tàng của hoàng thần Philip, các hoàng tử đã không kề và sát cánh để đưa ông nội về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay vào đó, người em họ Peter Philip, việc hai anh em hoàng tử không sánh bước cùng nhau làm nhiều người đồn đoán rằng rạn nứt giữa hai người vẫn còn. Kể từ sau cuộc phỏng vấn chấn động của công tước và nữ công tước xứ sở sách với bà trùm truyền thông Mỹ Oprah Winfrey về cuộc sống hoàng gia, mối quan hệ giữa họ càng thêm phức tạp thậm chí ở lễ khánh thành tượng công đường đại anna người mẹ quá cố của họ cặp anh em nổi tiếng vẫn xuất hiện bên nhau nhưng giữ khoảng cách và nở nụ cười gượng gạo